Nhiều bạn bị ngứa vùng kín, bị viêm vùng kín thì cũng không biết được là mình do là bị chlamydia hay là lấm candida. Để trong video này chúng ta sẽ cùng đi phân biệt xem là mình bị ngứa vùng kín, bị viêm vùng kín do cái lý do gì nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chung về các triệu chứng. Thì bệnh do chlamydia trachomatic thì nó thường là do cái loại vi khuẩn này nó ký sinh ở cái cơ quan sinh dục. Thế thì cái chlamydia thì nó có nhiều loại lắm, nó có chlamydia persistens thì nó lại hay sống ở cái gọi là cái đường hô hấp, hay là pleomon thì nó lại chủ yếu là nửa trên của cơ thể. Nhìn chung đây là cái loại vi khuẩn mà nó sống ký sinh đấy, sống ký sinh ở một cái loại tế bào nào đấy. Thì chúng ta nhìn vào cái hình này chúng ta sẽ thấy là đây là cái loại vi khuẩn nó ký sinh trên một cái tế bào hình cầu nào đấy. Thế thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng gì? Thì cái triệu chứng nói chung của cái chlamydia nam giới thì thường sẽ bị bỏng rát ở niệu đạo, có thể là chảy mủ nhá, chảy mủ trắng, mủ đục, nó khá là giống với lại cái bệnh lậu. Thế nhưng mà nó lại không phải là bệnh lậu. Tinh hoàn có thể bị sưng, tiểu buốt, tiểu rắt chủ yếu là ngứa thôi, chứ còn tiểu buốt, tiểu rắt thì ít và nó có cái cảm giác giấm dứt, khó chịu của niệu đạo. Đấy. Thế còn cái lấm candida ấy, thì nó là do các cái bào tử nấm và nó sống ở trong cái cơ quan sinh dục của chúng ta, do những cái thay đổi về nội tiết hoặc là thay đổi môi trường, cho nên là cái nấm nó phát triển nhiều, nó gây bệnh. Thế nam giới thì thường sẽ có ít cái triệu chứng, rất khi mà ít khi có triệu chứng, nếu như mà có triệu chứng thì cũng chỉ là những cái triệu chứng thoáng qua hoặc là rất là nhẹ thôi, ví dụ như là viêm niệu đạo, thấy có ít dịch nhầy, ngứa, viêm bao quy đầu, da quy đầu có thể là bị chợt, bị đỏ. Đấy, một đám hình tròn màu tươi, hoặc là tiểu buốt, tiểu rắt một hai lần thôi, có khi là nó cũng tự hết, nó không 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 có cái biểu hiện gì nó rõ ràng. Đấy, thì đấy là nam giới nhá. Nam giới khi mà bị nhiễm hai cái loại này thì chúng ta thấy là cái loại chlamydia thì là cái loại ký sinh trùng này này thì là nó sẽ nặng hơn. Thế còn về phía nữ giới nhé, nếu như nữ giới mà nhiễm cái chlamydia ấy, thì thường là nó có cái biểu hiện ngứa nhưng mà không dữ dội bằng cái bào tử nấm candida này. Candida nó ngứa dữ dội hơn đấy. Thứ hai là về tiết dịch nhé, thì cái chlamydia này nó dịch nó chảy ra và nó đọng lại ở dưới đáy của quần lót nhiều hơn đấy. Thế còn cái thằng này, thằng nấm candida thì chúng ta thấy là các cái dịch của nó thì nó đặc đấy, nó như là bã đậu ấy đấy, thì nó có cái dạng như vậy và nó cũng đôi khi nó cũng có cái màu vàng như váng sữa, còn là nó ít khi là có nhiều màu vàng màu xanh. Cái thằng chlamydia này thì có nhiều loại màu hơn và cả hai thằng này thì đều đau khi quan hệ. Thế thì cái thằng nấm này thì nó có cái biểu hiện dữ dội hơn ở nữ giới, nó là có thêm những cảm giác như bỏng rát vùng âm hộ, là có thể là đau khi quan hệ, âm hộ bị đỏ hoặc là phù toàn bộ cái bộ phận sinh dục của nữ giới này. Đấy. Thì một thằng là lỏng nhá, dịch nhầy, một thằng lỏng, một thằng đặc. Tiếp theo là ngứa, thì một thằng là ngứa dữ dội, một thằng là ngứa bình thường thôi, nó ngứa cảm giác giấm dứt khó chịu, nhưng mà một thằng thì nó ngứa không gãi không chịu được luôn. Đấy. Thì triệu chứng nói chung thì như thế. Thế còn nếu là triệu chứng bên ngoài thì cái thằng chlamydia thì nó có cái triệu chứng bên ngoài, còn thằng nấm candida thì là nó không có triệu chứng bên ngoài đâu, nó chỉ là bên trong âm hộ thôi. Thế là cái triệu chứng bên ngoài của chlamydia thì ở nam giới thì nó có mụn mủ đấy, mụn mủ này gây loét và gây sẹo. Thế còn chúng ta cũng có thể phân biệt với lại cái mụn do cái HSV gây lên nhá, cái mụn rộp sinh dục thì nó không gây sẹo. Thì bệnh cái chlamydia này này là nó ảnh hưởng nặng nề tới cơ quan sinh dục luôn đấy, do là nó ký sinh vào cái tế bào cơ quan sinh dục nên nó ảnh hưởng nặng nề luôn. Nhiều trường hợp là bị tắc vòi trứng tại vì nó ký sinh trong cái tế bào của cái vòi trứng, nên là nó làm đầy cái vòi trứng nên tắc vòi trứng không di chuyển được xuống, cho nên là nó không, các bạn bị vô sinh. Nhiều khi bị vô sinh là do cái lý do như vậy, rất đơn giản, tưởng chừng không nguy hiểm như thế này. Về thời gian ủ bệnh nhé, đấy, chúng ta lại phân biệt cái thứ ba, thời gian ủ bệnh thì cái chlamydia nó có thời gian ủ bệnh rõ ràng, đó là từ 7 đến 21 ngày thì là nó sẽ phát bệnh. Thế còn cái lấm candida này, thường nó thời gian nó chả rõ ràng gì cả, có khi là vừa quan hệ hôm trước hôm sau bị ngứa rồi đấy, do là có khi là không thấy bị gì cả, tức là vẫn bị nhiễm lấm nhưng mà không thấy bị gì cả, mà khi mà thay đổi môi trường âm đạo, có bầu hoặc là tiểu đường hoặc là thả vào hoặc là sau lạo hút hay là sau điều hòa hay là thay đổi một cái loại 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 dung dịch vệ sinh thì nó mới ngứa. Đấy, thì cái thằng về cái thời gian ủ bệnh thì nó khác nhau như vậy, một thằng là có thời gian rõ ràng, một thằng là không.
Thế thì cả hai cái loại này thì các bạn cũng đều có thể dùng các cái thuốc ở hiệu thuốc của bệnh viện. Thế tuy nhiên nếu như các bạn bị tái phát thì các bạn nên nghĩ tới phương pháp điều trị khác. Còn nếu như các bạn cứ phụ thuộc vào cái thuốc kháng sinh hay là những cái thuốc đặt kháng sinh đó thì nó sẽ không có hiệu quả nữa. Các cái loại vi khuẩn nấm nó có biến đổi và nó để nó tồn tại được, nó kháng lại được những cái đó. Khi đó các bạn có thể dùng thêm cái liệu pháp dùng thuốc đông y ở bên trí tâm đường chúng tôi, thì có cái thuốc bôi này thì các bạn đặt vào thì rất là nhiều bạn đặt để nó ngay hôm sau nó đã khô thoáng rồi. Thế còn đây là thuốc uống để giúp cho các bạn nâng cao cái sức đề kháng cơ thể, đào thải virus. Đây có bạn vừa mới đặt hôm trước hôm sau đã cảm thấy thoáng mát khô ráo rồi. Đây có bạn này đặt được 3 4 lần thì đã thấy tức là bôi thuốc 3 4 lần đã thấy sảng khoái rồi, không ngứa nữa, thật là sướng đúng không ạ? Tại vì là các bạn thấy là ngứa mà không được gãi, ngứa không được gãi ở những cái chỗ mà chúng ta thấy là nó rất là tế nhị như thế. À, thì rất là nhiều bạn cũng gặp cái tình trạng như thế, và có bạn là đặt cho cả vợ nữa. Đấy, thì thuốc rất là hiệu quả các bạn nhé, một liệu trình là ok. Các bạn có thể liên hệ chúng tôi qua cái số Zalo để trên video để được tư vấn thêm nếu như mà cần thiết, có thể đặt thuốc nếu cần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.